Vậy sao? Câu chuyện luân hồi, làm heo đau khổ muôn phần. Trong luân hồi chuyển sinh, qua lại giữa người và động vật, điều thường thấy nhất trong các ghi chép sách cổ không phải là luân hồi giữa người và chó, mà là luân hồi chuyển sinh giữa người và heo. Bởi vì ở nước ta, heo là nguồn cung cấp thịt chủ yếu nhất, vậy nên một khi đã chuyển sinh thành heo rồi thì tất nhiên khó tránh khỏi số phận bị giết mổ. Vậy nên một khi đã đầu thai thành heo thì không chỉ chờ đợi phía trước là một số phận bi thảm, mà đằng sau đó còn có xen lẫn hàm nghĩa nhân quả báo ứng nữa. Xin dẫn ra một câu chuyện như sau. Vào thời chiến quốc, đại tướng Bạch Khởi nước Tần sau trận chiến ở Trường Bình đã tàn nhẫn chôn sống hơn 40 vạn quân không một tấc sắt trong tay của nước Triệu. Do vậy đã tạo nên nghiệp tội đời đời kiếp kiếp khó mà trả hết được. Theo những câu chuyện được lưu truyền ở dân gian, mọi người khi giết mổ heo thường phát hiện rằng sau khi nhổ bỏ lông heo rồi thì thấy trên lớp da thường có hai chữ Bạch Khởi. Mọi người đều tin chắc rằng đây là do Bạch Khởi đã giết quá nhiều người, cần phải chuyển sinh thành 40 vạn lần làm kiếp súc sinh mới có thể hoàn trả sạch cái tội chôn sống binh sĩ nước Triệu. Trong Đông Chu Liệt Quốc cũng có lời văn tương tự như vậy, ghi chép như sau. Về sau, đến cuối những năm triều đại nhà Đường, có xét đánh chết một con trâu, bụng trâu có hai chữ Bạch Khởi. Mọi người nói rằng Bạch Khởi đã giết quá nhiều người, vậy nên hàng mấy trăm năm sau vẫn còn phải chịu báo ứng làm kiếp súc sinh bị sét đánh chết. Nghiệp giết chóc nặng đến như vậy, những người làm tướng há không e dè được chăng? Kẻ ác tạo nghiệp bị biến thành heo. Điều này khiến cho tôi nhớ đến một câu chuyện trước đây. Vào những năm 20 ở Sơn Đông đã từng xảy ra một chuyện như thế này. Có một tên cướp biển chuyên giết người cướp của. Có một lần trong khi đang giao đấu đã bị người ta giết chết. Sau khi linh hồn của anh ta rời khỏi thân xác thì chạy băng băng trên một cánh đồng rộng trong đêm tối. Bởi vì trời tối nên anh ta không hề hay biết rằng cái thân xác thịt của mình đã chết rồi. Phía sau có hai người đang đuổi theo rất gấp, anh ta cứ liều mạng mà chạy. Hai người kia đuổi kịp rồi liền khoác một bộ y phục màu đen lên mình anh ta. Anh ta giãy giụa cởi bỏ y phục màu đen đó rồi lại chạy thục mạng tiếp. Một lát sau, hai người kia lại đuổi theo kịp, lại mặc một bộ y phục màu đen lên người anh ta. Anh ta lại vùng thoát được, lại chạy nữa. Hết lần này đến lần khác, nhiều lần như vậy. Một lần sau cùng, anh ta nhìn thấy trước mặt có một ngôi nhà, liền vừa cởi bỏ y phục, vừa lao đến ngôi nhà có ánh đèn kia. Anh ta gần như đã cởi bỏ toàn bộ y phục màu đen đó rồi, chỉ còn sót lại tay phải, vẫn chưa kịp cởi bỏ ra. Anh lao vào trong nhà. Ngay chính thời khắc này, có một tiếng khóc nỉ non vọng ra. Sản phụ trong nhà này đã sinh hạ một đứa bé. Đứa bé sinh ra hết thảy đều bình thường, chỉ là tay phải lại là chân heo. Đứa bé này chính là tên cướp biển lúc đó chuyển sinh. Lúc đầu, bởi tên cướp biển này đã giết người, tạo ác nghiệp quá sâu và nặng nên bị bắt phải chuyển sinh thành heo, mặc cho người ta giết mổ để hoàn trả nợ nghiệp lúc còn sống. Bộ y phục mà hai quỷ sai đuổi theo chụp lên người anh ta chính là bộ da heo. Bởi vì anh ta đã đầu thai trực tiếp, vốn không tẩy sạch ký ức trong đầu, nên một đời này anh ta mang theo bàn tay phải có hình dạng móng heo cùng với những ký ức đời trước của mình đi khắp nơi giảng nói đạo lý nhân quả, thiện hữu ác báo cho mọi người nghe, khuyên dạy người ta hãy nên tích đức hành thiện. Giống như ví dụ trước, câu chuyện luân hồi thành heo của người này thật khiến người ta nghe thấy không khỏi rùng mình trợn cả tóc gáy. Trong một đám tiệc, tôi ngồi cùng bàn với vợ của một ủy viên lập pháp họ Đổng. Trong lúc nói chuyện phím, tôi biết được rằng vợ chồng họ Đổng tuy xã giao bận rộn nhưng đã ăn chay trường từ khá lâu rồi. Tôi không khỏi hiếu kỳ và hỏi nguyên do. Bà Đổng nói, đó là bởi người cậu của bà. Ông nói rằng bản thân ông có thể nhớ được chuyện của rất nhiều kiếp trước, còn nói ông chính là heo chuyển sinh,
Hơn nữa, không phải chỉ có một đời làm heo thôi đâu. Ngoài ra, còn thuật lại với bà về nỗi đau đớn của loài heo khi bị giết thịt. Ông kể rằng, sau khi con heo bị giết chết rồi, nỗi đau đớn vốn không phải chỉ dừng lại ở đây, mà vẫn còn có cảm giác rất mẫn cảm đối với cái thân xác thịt kia. Sau khi thịt heo ngoài chợ được mua về, phàm là thịt heo bị bầm càng vụn hoặc thời gian nấu càng lâu, thì hồn phách của con heo đó sẽ càng đau đớn. Nhất là đem thịt heo làm chà bông, cần phải dùng muối ướp thấm vào tận trong da thịt, còn phải trải qua quá trình rang sấy, nỗi đau phải chịu trong đó thật không phải là điều mà con người thường có thể tưởng tượng được. Điều đáng sợ hơn nữa, loại đau đớn này cần phải đợi đến sau khi người ta ăn hết số chà bông này mới kết thúc. Cũng chính là nói rằng, nỗi đau của một con heo không phải sau khi chết là chấm hết, mà cần phải đợi đến khi người ta ăn hết tất cả số thịt mới kết thúc vậy. Ông ấy lại kể rằng, ông đã làm heo không biết bao nhiêu đời rồi, đếm cũng đếm không hết. Mỗi lần nghĩ đến nỗi đau từng làm heo, trong lòng vẫn không lạnh mà run. Ông ấy nói rằng, đời này Diêm Vương vẫn muốn phán ông tiếp tục làm heo nữa. Ông nghe xong sợ quá, vội vàng coi chân bỏ chạy. Nhưng phán quan rất mau đã túm lấy một mớ lông heo trên tay ném về phía lưng của ông. Vậy nên kiếp này phần lưng của ông vẫn có một dúm lông heo. Nói xong, ông liền cởi áo ra cho mọi người nhìn để chứng tỏ những gì ông nói hết thảy đều là sự thật. Bà Đổng nói, từ sau khi nghe chuyện của người cậu, hai vợ chồng từ đó không còn đụng đến bất cứ một miếng thịt nào nữa. Ngoài ra, còn có người kể rằng, ở quê của họ gần 2 năm nay đã xảy ra mấy chuyện như thế này. Chuyện này bên phía chính quyền cũng phong tỏa thông tin rất nghiêm ngặt, không để bên ngoài được biết. Trong thôn có những người vô cùng xấu xa, ví như con dâu ngược đãi mẹ chồng. Đột nhiên vào buổi sáng một ngày nào đó, lật tấm chăn ra xem thử, thì thấy nửa thân dưới của cô con dâu này đã biến thành thân heo, nửa thân trên vẫn là người. Cũng có người là nửa thân trên biến thành heo, nửa thân dưới là người. Còn có người biến thành trâu bò hoặc những loài súc vật khác nữa, đều là nửa thân người, nửa súc sinh. Tại sao lại không hoàn toàn biến thành súc sinh mà luôn chỉ là một nửa thôi? Mọi người trong làng đều biết rằng, nếu như một người hoàn toàn biến thành súc vật rồi, thế thì sẽ không có ai tin cả. Họ sẽ nói đây đơn giản chỉ là trò đùa quái đản của ai đó đuổi người ta đi rồi đặt một con heo ở đó. Vậy nên biến thành nửa người nửa heo là có thể trực tiếp thức tỉnh con người, để cho con người biết rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đợi đến khi phải hoàn trả nghiệp báo, đời đời kiếp kiếp cũng chạy không thoát. Nhà triết học David Hume từng nói, động vật trong rất nhiều phương diện đều rất giống con người. Vậy nên chúng ta không thể nói rằng chỉ có con người mới có linh hồn, còn động vật thì không có cái gọi là linh hồn được. Cách nói của Hume không chỉ hợp với quy luật khách quan, mà cũng rất hợp với những điều được giảng trong tôn giáo và văn hóa tâm linh của nhân loại trong suốt mấy nghìn năm nay. Nếu như sinh mệnh con người chúng ta thật sự là có tồn tại luân hồi, thì tất nhiên động vật cũng có thể có luân hồi. Nếu như con người và động vật đều có luân hồi, vậy thì con người và động vật có luân hồi qua lại với nhau cũng là chuyện không có gì khó hiểu. Câu chuyện heo mẹ hóa thành người phụ nữ rơi lệ trước khi chết. Khi những người trên xe chuẩn bị khiêng cái lồng heo lên xe, mẹ tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người không thể ngờ đến được. Cũng kể từ đó, mẹ tin hơn vào sự tồn tại của luân hồi và những điều kinh Phật giảng nói. Vào khoảng năm 1990, nhà tôi có nuôi một con heo nái, là giống heo lấy từ vùng Ninh Hương. Những chú heo con mà heo mẹ sinh ra đều ăn nhiều ngủ nhiều, lớn rất nhanh, thịt nhiều mỡ tốt. Heo con của những nhà thông thường cần phải nuôi đến hơn 4 tháng mới có thể xuất chuồng bán lấy tiền. Những lứa heo con nhà chúng tôi thường thường chỉ nuôi có khoảng 3 tháng thì đã có thể xuất chuồng rồi. Vậy nên rất được cả làng cả xóm tán thưởng.
Tôi từng chứng kiến con heo mẹ đó đẻ mấy lần con. Khi heo con sinh ra, heo mẹ đều rất cẩn thận di chuyển thân mình, chỉ sợ đè trúng heo con. Còn biết đưa phú cho heo con chưa mở mắt. Những lúc đẻ ít đều có 7-8 con, những lúc đẻ nhiều có 15-16 con. Mẹ tôi cũng tận tình chăm sóc cho nó, biết nó đẻ con vất vả, mấy ngày tiếp theo đều nấu cháo trộn với rau xanh cho nó ăn. Những lúc bình thường chỉ cho ăn những thứ tạp nhạp linh tinh. Nếu như heo mẹ có chỗ nào đó không được khỏe, mẹ tôi thường sẽ đoán bệnh, sau đó tự mình đến tiệm thuốc thú y bốc một số thuốc, hoặc là nấu một số bài thuốc dân gian. Heo mẹ ăn xong liền khỏi hẳn, rất ít khi thấy bác sĩ thú y trong làng phải đến tiêm thuốc cho heo mẹ. Mẹ tôi thường hay khen nó rất có thành tích, không cần phải tốn sức lực. Về sau, năm 1946, xảy ra trận lũ lớn, lương thực đều không đủ để ăn, rất nhiều nhà đã bán heo đi. Đến giữa năm, cuối năm 1997, giá heo trong chốc lát đã tăng vọt. Nhớ cái hôm bán heo kia, cả nhà chúng tôi đều dậy rất sớm, 4-5 giờ sáng, bên ngoài cửa sổ thì có hàng xóm đang ồn ào huyên náo. Con heo mẹ cũng tựa như rất có linh tính, nhìn thấy nhiều người như vậy đến bắt con của nó, liền đứng lên, dùng đầu ủi một cái, miệng phát ra tiếng kêu gừ gừ. Nó đang bảo vệ đứa con của mình. Mẹ bước đến, nói với nó rằng, đùi mày chính là muốn mày đẻ mấy đứa con để bán lấy chút tiền, mày hãy phối hợp một chút, đừng có không vui. Heo mẹ hầm hực nghiêng đầu sang một bên, vừa phát ra tiếng thở hổn hển khò khè. Tôi cùng với ba mang cân ra, mẹ thì thu tiền, lần đó tổng cộng bán được đến mấy nghìn đồng. Cả nhà ai nấy đều vui mừng hớn hở. Cứ như vậy, hơn 10 năm đã trôi qua. Heo mẹ mỗi lúc một già đi, số heo con đẻ được mỗi năm cũng ít đi. Mẹ liền nảy ra ý định muốn đem nó bán và muốn đẻ giống một con heo nái từ trong đám heo con. Nói thật là nó đã sống với chúng tôi nhiều năm như vậy rồi, cũng đã cống hiến không ít. Cả nhà đều không nỡ bán đi, cũng là suy tính rất lâu mới đưa ra quyết định như vậy. Nguyên là muốn bán cho một nhà hàng xóm, bởi lần này trong bụng của heo mẹ cũng lại mang thai heo con, nhưng hai bên không thỏa thuận được giá cả. Sau cùng, mẹ quyết định bán cho một tên đồ tể họ Thang, là người giết heo trong làng. Khi ông Thang đồ tể đến, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, liền đến chuồng heo đuổi heo mẹ ra. Mở cửa chuồng heo, ông Thang liền dùng gậy chọc lên mình nó, muốn đuổi nó đến cửa chuồng để mọi người lôi ra và đưa lên xe. Chọc cả một hồi mà heo mẹ vẫn cứ núp ở một góc xa nhất trong chuồng, có lôi thế nào cũng đều không lôi được. Sau đó hàng xóm điền đến giúp đỡ, heo mẹ nổi khùng lên, mọi người đều sợ bị heo cắn, vậy nên đều không dám đến gần nó. Có người đề xuất hãy đi tìm mẹ tôi. Họ không biết rằng mẹ tôi lúc này đang núp ở trong phòng mà khóc. Trước đây cũng vậy, trong nhà chỉ cần mất đi một con mèo hoặc một con chó, bà đều khóc, đau lòng đến mấy ngày liền. Mẹ đi đến bên cạnh heo mẹ, vừa vuốt ve tai của nó, vừa bắt trận trên mình nó, nói rằng, heo mẹ à, ta cũng không muốn bán mày đi, để rồi bị giết, nhưng mày là heo, là súc vật, mày chính là sinh mệnh như vậy rồi. Nếu như có kiếp sau thì đừng có làm heo nữa nha. Heo mẹ vẫn không chịu ra khỏi chuồng, ánh mắt trông có vẻ cầu xin và đau đớn. Mẹ khuyên cả buổi trời mà không được, cũng đã nổi cáu lên, liền lấy hai cây chổi để đuổi nó. Cũng không biết là nền chuồng bị trơn hay như thế nào đó, heo mẹ đột nhiên hai chân trước quỵ xuống, dừng lại cũng một hai giây, vừa mới ngẩng đầu lên thì bị mẹ nhìn thấy. Mẹ vội vàng đuổi nó ra khỏi chuồng. Các đồ tể liền vội vàng đẩy heo mẹ vào trong cái lồng sắt. Mọi người cũng phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể nhốt nó vào trong lồng được. Những người trên xe khi chuẩn bị khiêng cái lồng lên, mẹ tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng kinh người không thể ngờ đến được. Bà đã nhìn thấy một người phụ nữ đầu bù tóc rối, mình mặc áo có sọc hoa, rơi những giọt nước mắt thương tâm, đang trân trân nhìn bà. Mẹ tưởng là mình đã bị hoa mắt rồi, liền dùng tay dụi mắt một hồi, nhìn kỹ lại lần nữa. Rõ ràng là một người đàn bà
khoảng 40 tuổi, đang co rút trong cái lồng sắt. Hai hàng nước mắt không ngừng tuôn chảy, hai tay đang nắm chặt lấy cột sắt trong lồng, đau đớn không thể tả. Lâu khoảng 5 giây, mẹ tôi giật mình, cái lồng sắt đã được đưa lên xe rồi, Điền nhìn thấy lại là con heo mẹ kia. Lúc này đầu óc mẹ tôi hoàn toàn trống rỗng, vừa định hồn lại một chút, dường như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng đi gọi thang đồ tể, nói heo không bán nữa. Thang đồ tể cười phá lên nói rằng, tiền cũng đã đưa cho bà rồi, hối hận cũng không được nữa đâu. Xe đã nổ máy, mẹ nhìn theo con heo nái bị đưa đi một lúc xa dần, hai hàng nước mắt tựa như sâu chuỗi ngọc bị đứt dây, không sao ngăn lại được. Sau đó, khi bà đem những gì bà vừa nhìn thấy nói với chúng tôi, trong lòng chúng tôi cũng có cảm giác không sao nói ra được. Ba tôi âm thầm đốt một bó nhang cắm ở chỗ chuồng heo. Mấy tháng sau này, mẹ tôi trong giấc mơ thường hay nhìn thấy người phụ nữ mặc áo sọc hoa kia. Từ đó về sau, mẹ tôi không bao giờ nuôi heo nữa, ngay cả thịt heo bà cũng không bao giờ ăn nữa. Trong quá khứ, có một người sống tại vùng núi non hẻo lánh nên từ nhỏ không hề được giáo dục, chưa từng nghe Phật Pháp, chỉ biết cần kiệm làm bổn phận cho qua kiếp con người. Bởi vì phước báo quá ít ỏi cho nên đến già mà vẫn còn nghèo nàn cùng khổ. Lên tới 60 tuổi, sau nửa năm bệnh hoạn, ông tiều tụy yếu ớt hẳn. Biết trước sẽ không còn sống lâu trên đời nên gọi hai đứa con đến bên giường bệnh cho ông dặn dò lần cuối. Ông bảo đứa con trưởng rằng, em con còn nhỏ lắm, con thì đã biết làm việc rồi, con phải cẩn thận chăm lo cho em, con phải giữ trách nhiệm của người anh cả. Vài ngày sau, ông rời bỏ nhân thế, rời bỏ khổ não, khiến hai đứa con buồn khóc một thời gian. 3 năm sau, người anh cưới một thiếu nữ cùng thôn làm vợ. Cô này cũng không có giáo dục, không biết tình nghĩa huynh đệ. Thấy chồng hậu đãi em, cô không bằng lòng. Cô thường nói với chồng rằng, hay là chúng ta cho em của anh một vài thứ trong nhà, rồi bảo nó tự lập kế mưu sinh. Hiện giờ nó hãy còn nhỏ, đương nhiên không làm sao được. Mai mốt nó lớn lên phiền lắm, anh muốn đuổi nó đi, chưa chắc nó đã chịu đi. Nhưng người anh vẫn còn cái tình nghĩa chất phác của người miền núi, lại nhớ rõ lời di chúc của cha, cho nên mỗi khi nghe vợ nói như thế lại bịt tai lắc đầu lia lịa. Tục ngữ nói rất đúng, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Sống cả ngày gần một người vợ tâm địa xấu xa, cứ thừa mọi dịp cứ nói đi nói lại mãi những lời độc ác, dần già người anh bị huân tập, làm sao không biến thành ác độc. Lời nói giả dối mà cứ lặp đi lặp lại mãi cũng trở thành chân thật. Cuối cùng người anh cũng giống như vợ, bắt đầu ghét bỏ người em. Một hôm, người anh nghe lời vợ đem người em tới nghĩa địa rất xa thành phố. Đó là một nơi rất ghê rợn, vì theo tập tục Ấn Độ, cứ người chết đi thì đem tử thi vứt vào đấy cho chim chóc, thú vật tới mổ rỉa mà ăn. Nghĩa địa rất u ám, xương trắng ngổn ngang, luôn luôn có tiếng chim kêu thê lương như tiếng quỷ khóc trong địa ngục. Vào bên trong thì cái khí âm u của nghĩa địa làm cho người ta lạnh run lên. Vào sâu bên trong nữa, có một ngọn cây tùng bách cao lên tới tầng mây, cành lá chằng chịt che trùm cả khe núi. Người anh lấy ra một sợi dây thần đã mang theo, trói thúc người em lại, rồi treo lên một cành cây to lớn, vừa trói vừa bảo em. Không phải anh tàn nhẫn, nhưng nói thật, em làm cho anh phiền lo nhiều quá. Em hãy ở đây suy nghĩ cho kỹ, anh nói có đúng không? Vài bữa nữa anh tới đón em về. Nói xong, người anh quay đầu chạy mau trở về nhà, không màng tới tiếng kêu van xin bi thảm của em. Thật ra người anh rất mâu thuẫn, lòng thương em rất mực đã bị bà vợ dùng giọng nói nét mặt nghiêm khắc đàn áp xuống. Anh ta rất đau khổ nhưng không đủ sức chống đối lại vợ. Thôi, để cho nó đánh cuộc với định mệnh xem sao. Nếu nó thoát được miệng hổ lang thì đó là nó có phúc báo.
còn nếu không thì coi như là số của nó đã định như vậy. Ta đối với nó như thế là đã từ bi lắm rồi, thay vì nghe lời vợ cầm dao giết nó. Trên đường về, người anh nghĩ như thế để tự trấn an mình. Trời dần dần tối, trong màn đêm đen kịch, tiếng chim kêu thê thảm càng ngày càng nhiều, rồi lại có thêm những âm thanh kỳ quái, hỗn tạp cũng vọng lại, như báo hiệu yêu quỷ sắp xuất hiện. Đêm sâu dần, hổ báo, sư tử, chó sói cũng lục tục kéo đến, rống từng hồi như muốn bắt hết hồn phách của người ta. Những tia mắt màu xanh lè, tham lam hung ác đổ dồn về phía gốc cây cổ thụ. Trên cây, người em cố hết sức giãy giụa khóc la: "Cứu tôi với, trời ơi, thần thánh ơi, cứu tôi với, cứu tôi với." Nó la hét như một người điên, cho đến nỗi máu tươi từ trong miệng trào ra. Ngay lúc ấy, tại thành Vương Xá xa xôi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang trụ trong Kim Cương Tam Muội. Ngài nghe tiếng kêu cầu cứu của đứa trẻ đáng thương và nhìn thấy rõ tình cảnh nguy ngập mà nó đang lâm phải, nên Ngài dùng thần lực phóng ra một luồng ánh sáng từ giữa hàng lông mày. Trong nghĩa địa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng trắng kỳ dị chiếu tới, khiến khe núi u ám rợn người ấy chợt rực sáng lên. Những con dã thú hung hăng bị luồng ánh sáng trắng chiếu tới lùi dần từng bước từng bước, có con quay mình chạy chí tử. Lại có một luồng ánh sáng màu trắng khác mạnh mẽ hơn chiếu thẳng tới sợi dây thừng trên người đứa em, như thể bị chạm phải một ngọn lửa mạnh hay một lưỡi dao bén. Sợi dây kêu lên răng rắc và đứt đoạn từng khúc một. Tiếp theo lại có một luồng ánh sáng trắng thứ ba dịu dàng chiếu lên thân đứa em. Nó như bị tê liệt rơi xuống đất, đau đớn nhức nhối ngất lịm đi. Bỗng nó cảm thấy như có người đang nhẹ nhàng vỗ về, khiến nó cảm thấy thư thái lạ kỳ. "Con thật là đáng thương, con phải làm sao đây?" Một giọng nói dịu dàng từ ái vang lên bên tai. Nó tỉnh lại và có một cảm giác lạ lùng khiến bao nhiêu đau đớn trong người tan biến hết. Ngẩng đầu lên nhìn, nó thấy một người cao lớn trang nghiêm đang đứng trước mặt nó. Người ấy lại dịu dàng nhìn nó mỉm cười. Kinh ngạc quá độ, nó ấp úng không biết phải nói gì. Ngài là... "Ta là Phật." "Ý Phật Tổ, con nguyện sẽ làm Phật giống như Ngài để cứu mình và cứu người." Đứa bé năm phóc dèo xuống đất khấu đầu lễ lại. Đức Phật cho nó quy y và đưa nó về Vương Xá Thành. Từ đó, người em sống trong tăng đoàn cùng chúng đệ tử của Đức Phật cùng nhau tu hành, nghe kinh thính pháp. Không lâu sau thì chứng được vô sinh pháp nhẫn. Người em chứng đạo rồi thì rất nhớ tới anh, đến trước Đức Phật bạch rằng: "Bạch Thế Tôn, anh con tuy đã có lòng ám hại con, nhưng nhờ thế mà con được gặp Phật và được Phật độ. Như vậy, thành tựu hôm nay của con là nhờ anh con. Nay con muốn về độ hóa anh ấy, nên con xin phép Thế Tôn cho con vắng mặt một thời gian." "Rất tốt, ta rất khen thưởng ý kiến của con." Người em bèn dùng thần thông bay trở về nhà của anh. Bà chị dâu thấy được, vội vàng chạy vào nhà trốn. Bà tưởng rằng người em bị hại nhưng không chết, nên đây trở về báo thù. "Anh chị ơi, anh chị không cần chạy trốn. Em không oán hận anh chị chút nào, mà còn muốn tạ ơn anh chị nữa. Nhờ anh chị mà em được gặp ân sư là Đức Phật, chứng được quả vị liễu thoát sinh tử. Em đặc biệt trở về đây để cảm ơn anh chị. Em cũng hy vọng anh chị có thể tu học Phật đạo để sớm thoát khổ. Tài sản của cải cho đến tính mệnh của chúng ta trên thế giới này rất là vô thường. Nếu làm đủ cách để truy cầu chúng, thì dẫu có được đi nữa, cũng có ngày chúng cũng sẽ bỏ chúng ta mà đi. Anh chị nghĩ kỹ xem, có gì thật sự thuộc về chúng ta đâu. Hãy bỏ chúng đi, lấy cái tâm tưởng
và tinh lực để truy cầu chúng, dành cho việc truy cầu Phật Pháp. Vì đó mới là kho tàng chân thực. Kho tàng này mới thật sự vĩnh cửu, không bao giờ mất, đem lại cho chúng ta tài bảo và niềm an vui nữa. Những lời nói ấy làm cho vợ chồng người anh như bừng tỉnh mộng, nhất là lòng khoan hồng độ lượng của người em đã không oán trách lỗi lầm xưa mà còn lo nghĩ tới niềm phúc lạc của họ nữa. Đó chính là sức mạnh để giúp cho họ có can đảm sám hối tội đã làm. Chỉnh đốn việc gia đình, nhà cửa xong xuôi, cả ba cùng sánh vai nhau tiến về hướng Trúc Lâm tinh xá. Câu chuyện hối lỗi thoát khổ. Lúc Đức Phật còn tại thế, thường hay có vua chúa, đại thần đến thỉnh mời cho họ được cúng dường. Đó là vì Thế Tôn từ bi, muốn cho chúng sinh nào cũng có thể gieo trồng phúc điền. Một hôm, Đức Phật nhận lời mời của Long Vương A Nậu Đạt đưa 500 vị đệ tử đến Long Cung cho Long Vương được dịp cúng dường. Long Cung của A Nậu Đạt thật là huy hoàng tráng lệ. Ngay trước cung điện có một cái ao nước cũng gọi tên là ao Nậu Đạt. Nước ao thanh tịnh trong mát, không khác gì nước tám công đức trong ao thất bảo của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Người nào có nhân duyên uống được một giọt nước ao này liền có thể biết được sự việc đã xảy ra trong nhiều kiếp của mình và cũng có thể chứng nhập vào cảnh giới của thánh nhân. Các tỳ kheo đông đảo đi cùng thọ cúng với Như Lai hôm ấy, tuy ai cũng đã chứng được quả vị, nhưng không phải ai cũng có túc mệnh thông. Thế nên khi họ đến Long Cung A Nậu Đạt uống nước ao nơi ấy rồi, thì tất cả đều có được thần thông biết được sự việc kiếp trước của mình. Thọ cúng xong xuôi, Đức Phật đứng bên bờ ao A Nậu Đạt bảo 500 vị đệ tử hãy mỗi người kể lại chuyện kiếp xưa của mình. Lúc ấy có một vị tôn giả tên gọi là La Bì Đề đứng dậy kể rằng: một trong những đời trước của tôi ở cõi Ta Bà này, gặp lúc Câu Lưu Tôn Như Lai ứng hóa ở thế gian, vì tất cả chúng sinh mà tuyên thuyết đủ các pháp vi diệu. Không lâu sau, Câu Lưu Tôn Như Lai đại bát niết bàn, người con Phật nào cũng vô cùng buồn thương. Rất nhiều người cư sĩ tại gia muốn báo đáp ân sâu của Như Lai mới phát tâm xây cất một ngôi bảo tháp 7 tầng với một ngôi chùa lớn để thờ phụng thánh tượng của Như Lai, và cũng để cho rất đông các vị tỳ kheo xuất gia có nơi trú ngụ. Do đó, mỗi ngày các vị cư sĩ phát đại tâm ấy đều hội họp nhau chuyên chú vào kế hoạch xây cất công trình vĩ đại này. Lúc ấy, tôi sống trong một thôn làng gần đó, thấy họ nhiệt liệt thành tâm trong việc xây chùa lập tháp như thế, thì trong tâm khởi lên một niệm vô minh phiền não. Đã không tán thán công đức của họ thì chớ, mà còn ganh tị với họ nữa. Niệm ác trong tâm đã manh nha, thì miệng không ngừng nói những lời ác độc, mắng họ ngu si, hủy báng công đức của họ. Vì lẽ đó, nghiệp tội đã định, khổ báo đã hình thành. Không lâu sau tôi qua đời, đọa xuống địa ngục, bị ngọn lửa phiền não đốt cháy cả thân thể. Tôi kêu khóc, tôi cầu cứu, nhưng chẳng ai thương hại tôi, chẳng ai giải cứu cho tôi. Nỗi đau đớn lúc ấy thật là không có cách nào chịu nổi. Có lẽ vì nỗi đau đớn quá khốc liệt nên tôi đột nhiên sinh khởi tâm tàm quý. Nhờ cái niệm thiện tâm hối cải ấy cho nên các khổ báo bi thảm của địa ngục đã kết thúc mau lẹ. Tuy đã bỏ được cái khổ địa ngục, nhưng tôi đã sinh ra là một người thấp lùn xấu xí. Ai thấy tôi cũng phải ghét bỏ tránh xa, thậm chí còn chửi rủa tôi nữa. Tôi đã phải mang cái thân xấu xí ấy cũng mấy kiếp mới xả bỏ được. Trong một kiếp sau đó, may mắn gặp lúc Ca Diếp Như Lai ra đời. Tuy tôi đã thoát được cái thân người xấu xí khó coi, nhưng lại sinh ra làm thân quạ. Trong loài chim, quạ là giống thường bị người ta ghét bỏ nhất vì tiếng kêu của nó rất khó nghe. Lại còn có rất nhiều người mê tín cho rằng chỗ nào có quạ tới thì chỗ ấy sẽ có chuyện bất lành xảy ra.
Vì thế, hãy thấy tôi là người ta phỉ nhổ, mắng rủa, bay đi tới đâu tôi cũng bị đối xử tàn nhẫn như thế. Tuy vậy, nhờ lúc đang chịu khổ báo trong địa ngục, tôi đã có cải thiện căn phát khởi lên một niệm hối cải. Biết được lỗi lầm của mình trong quá khứ, nên mỗi ngày tôi ngừng lại ở con đường có Như Lai đi qua, bay lượn ở giữa các lùm cây, vọng nhìn Như Lai và chúng đệ tử rất đông của Ngài. Ngài du hành, hóa độ ở chỗ nào trong vườn Ba La Nại, cũng có tôi bay theo ở phía sau nghe Phật Pháp và còn hướng dẫn cho các loài chim khác lễ bái Như Lai nữa. Nguyện Như Lai từ bi cho phép tôi sám hối. Không lâu sau, nhờ năng lực từ bi của Như Lai, tôi thoát được thân quả, lại sinh vào loài người. Trong kiếp này, tôi không đọa lạc nữa, vì tôi đã gặp được vị tôn sư chính giác vô thượng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, xuất gia với Ngài để học đạo. Do đó, tôi đã chứng quả A-la-hán. Tôn giả La Bì Đề nói xong chuyện của Ngài, tất cả các vị tỳ kheo có mặt trong pháp hội đều vô cùng hoan hỷ. Đừng thấy ác nhỏ mà cứ làm, đừng thấy thiện nhỏ mà bỏ qua. Chúng ta cần phải giữ gìn miệng lưỡi, giữ gìn tâm ý. Một lời nói thiện, một niệm tâm thiện là đã có công đức bất khả tư nghị của chúng. Chuyện kiếp xưa của La Bi Đề tôn giả thật xứng đáng là một tấm gương sáng cho tất cả mọi. Việc làm, lời nói và ý nghĩ của mỗi người ở thế gian, chư thần đều biết rõ. Nếu cho rằng những việc làm và ý nghĩ thiện lành hay đen tối của mình mà không ai hay biết, rồi cứ làm tự do, đó là điều sai lầm rất lớn. Việc làm thiện hay ác gì, rồi cũng sẽ có quả báo, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi. 15. Đời người có trăm vạn hạnh đức, nhưng hạnh hiếu là đứng đầu. Chân tay lười biếng, không có tương lai, chẳng lo cho cha mẹ là tội bất hiếu thứ nhất. Say mê cờ bạc, thuốc sách rượu chè, không nghĩ đến cha mẹ là tội bất hiếu thứ hai. Ham tiền của, chỉ lo vợ con, chẳng đói hoài đến cha mẹ là tội bất hiếu thứ ba. Chỉ thích làm cho vui tai sướng mắt, rồi để cho cha mẹ phải mang ngụy biện là tội bất hiếu thứ tư. Ham sức mạnh, thích gây gỗ đánh nhau, gieo tai tiếng xấu cho cha mẹ, đó là tội bất hiếu thứ năm. 16. Đối mặt với những khó khăn, chúng ta không nên lùi bước. Chỉ có việc tích cực tiến lên mới đủ sức mạnh giúp ta tìm ra con đường tươi sáng, thoát khỏi cảnh tuyệt vọng. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền mà thôi. 17. Trong công việc hàng ngày, có khi mỗi người chúng ta gặp phải sự lãnh đạm, giễu cợt hoặc bị ghen ghét đố kỵ. Điều quan trọng là bạn phải nhận thức rõ bản thân và lập trường của chính mình. Đừng để bị quật ngã bởi những lời đồn đại chế giễu. Phải lấy thực lực để chứng minh năng lực của mình. 18. Chúng ta chưa phải là Phật hay Bồ Tát thì chắc hẳn ít nhiều gì cũng có những lỗi lầm. Chúng ta còn chưa hết lỗi lầm, tại sao bắt mọi người phải toàn thiện cơ chứ? Nhờ đó, bạn phải mở rộng lòng khoan dung với mọi người xung quanh ta, để cho cuộc sống này tươi đẹp hơn. Khi đóa hoa khoan dung và độ lượng nở rộ trong lòng mỗi người, thì thế giới trở nên xanh tươi, những phiền não tranh chấp sai lầm của trần thế dần dần sẽ tan biến. 19. Những người tàn tật thường mang mặc cảm tự ti, hay người nghèo nàn đối khổ cũng như vậy. Chúng ta hãy dang tay mở rộng lòng từ bi, chia sẻ tình yêu thương, và phải rất tế nhị mới mong xóa được những mặc cảm đó. Được như vậy, tình người sẽ thấm được hơn, nụ cười sẽ hòa quyện vào cõi sống, để cho cõi trần lụy này dời đi niềm đau và nỗi khổ. 20. Trong thế gian này, các bậc cha mẹ đều có chung tình yêu thương con như nhau. Cha mẹ thà bỏ thân mạng mình để bảo vệ cho con cái, đó chính là niềm hy vọng con của mình khỏe mạnh, trưởng thành, đạo đức, tương lai sẽ là người hữu ích cho xã hội.
Tình yêu thương sâu đậm này thật đáng trân quý biết bao. Chúng tôi mong rằng những người con trên thế gian này phải ý thức được điều đó. 21. Trong gia đình, tình yêu sẽ không được nuôi lớn bằng sự ngờ vực. Nếu như các bạn thật lòng yêu thương nhau, thì hãy để cho đối phương nhận được niềm tin ở bạn. Và bạn phải nên nhớ rằng, tình yêu thương chỉ có thể sở hữu chứ không thể chiếm hữu. Cho dù bạn yêu như thế nào, cũng không có thể làm mất tự do của người mình yêu thương. Điều duy nhất bạn nên làm là tin tưởng và hãy thật tình với nhau, không lừa dối lẫn nhau. 22. Bậc đại trượng phu nên khoan dung với mọi người mà phải nghiêm túc với chính bản thân mình, và không nên lấy cái giỏi của mình mà trách cái dở của người khác, không nên lấy cái sở trường của mình mà trách cái sở đoản của người. Nếu kẻ dưới làm sai, ta nên lấy công tâm và nghĩa vụ của mình mà chỉ dạy cho họ. Có như thế mới hợp với đạo vậy. 23. Có rất nhiều người lấy sức mạnh để chinh phục người khác, nhưng sẽ không bao giờ được lòng người khâm phục. Mà người ta phục là vì không đủ sức để chống lại được thôi. Còn nếu lấy đức độ để chinh phục người, thì mới được lòng người thật sự khâm phục. Các bậc cổ đức xưa đây thường lấy đức để chinh phục lòng người là ý này vậy. 24. Nếu bạn đang ở ngã tư đường của cuộc sống, đang bị các khó khăn vây quanh, bạn cũng đừng oán trách số phận, vì đó chính là hậu quả của ta tạo ra trong nhiều kiếp. Bạn hãy tiếp nhận nó bằng thái độ lạc quan, một cái nhìn sáng suốt, một trái tim kiên nhẫn. Tôi chắc chắn với các bạn, sóng gió rồi cũng sẽ qua. Bạn sẽ gặt hái được thành công bằng tâm chân thành và nghị lực của chính bạn. 25. Không có con đường nào đi mà không đến, chỉ cần bạn kiên trì tiến bước. Đây là đạo lý dễ hiểu, khi gặp phải khó khăn cũng vậy. Không có việc khó nào mà không làm được. Trên thế giới này, không có vấn đề nào mà không giải quyết được. Bạn phải học cách tự chiến thắng chính mình, thì sẽ chiến thắng tất cả. 26. Người đời thường hay giấu cái hay của người khác, thì đó gọi là dìm người. Còn nêu ra cái xấu của người để cho họ mất mặt, thì đó gọi là hằng hiểu nhân. Cho nên phải biết kính trọng và mến mộ cái hay của người mới chính là mình hay vậy. Còn nếu moi móc cái xấu của người thì cũng chính như mình xấu vậy. 27. Khi nghe kẻ nói xấu hay chê trách, mình cũng đừng vội giận họ. Khi nghe người khen, mình cũng đừng vội mừng. Nếu nghe người nói xấu ai, cũng không nên hòa theo. Còn nghe người khen ai, thì mình phải sinh tâm quan hỷ, không được đố kỵ. Cổ nhân xử trí lúc nào cũng khoan thai và bình tĩnh, như vậy mới được người đời kính trọng, thành danh lưu truyền kim cổ. 28. Lợi lộc quyền thế ái dục của thế gian giống như bọt nước, tựa hồ như mây nổi, chúng biến ảo vô thường, không thể nắm bắt trọn vẹn được. Nếu như chúng ta chỉ biết theo đuổi chúng mà không biết điểm dừng, thì tự bạn sẽ gặp đau khổ triền miên. Thế nên phải biết hiểu dục tri túc mới mong có được hạnh phúc lâu dài. 29. Trong đời sống hiện tại, người có vô số tiền bạc không nhất thiết là người hạnh phúc, và người rất nghèo nàn rách nát cũng không nhất thiết là người khổ sở. Hạnh phúc hay đau khổ, mấu chốt chính là do bạn nhìn nhận nó như thế nào. Có khi nghe một câu nói, người ta có thể vui trong suốt cuộc đời. Bạn đã có nghe được câu nói ý nghĩa nào để làm tư lương trong đời chưa? 30. Các bạn nên nhận rõ mục tiêu mà mình đã chọn. Bước vào cõi đời này bằng sự chánh kiến và lòng chân thành, rồi bạn hãy bền chí đi theo con đường mà mình đã chọn. Rồi có lúc bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng chiếu rọi của sự thành công. Nên nói, tâm thành sở chí, kim thạch nhi khai là vậy. 31. Cuộc sống tất nhiên là có trở ngại, khó khăn, đau khổ, có khi bế tắc tất cả, hụt hẫng cô đơn. Nhưng bạn nên hiểu rằng,
trên thế gian này không chỉ riêng một mình bạn khổ đâu, mà còn rất nhiều người còn khổ hơn thế nữa. Đây không phải là lý do để chúng ta thoái lui. Người thực sự dũng cảm là người dám đi trên con đường gập ghềnh mà ít ai dám đi. Nhưng dù gập ghềnh tới đâu, cũng có khi bằng phẳng. Đau khổ đi qua rồi, hạnh phúc sẽ đến. Có đau khổ mới thấy được giá trị của hạnh phúc các bạn. 32. Mỗi người chúng ta đều như nhau cả, nhưng một người nào đó có thể vượt qua người khác là nhờ tự mình đã chiến thắng được chính mình và chuyên tâm học tập, tự huấn luyện thuần thiện thân tâm của mình, đồng thời phải có ý chí, quyết không từ bỏ nếu không đạt được mục đích. 33. Cuộc sống cần kiệm là của báo vô giá, dè dặt, cẩn thận là cánh cửa để giữ mình. Người giàu có nhiều tiền mà dùng không đúng chỗ thì sẽ hại lụy cho bản thân. Lòng tham dục nhiều thì sẽ làm hại đến tinh thần. Người xưa thường nói, không tham cầu còn hơn bố thí mà dụng lợi. Dè dặt giữ mình còn hơn ăn chay mà làm điều bất thiện. 34. Làm người cần phải tập vững dưng với đủ thứ bùi đời của ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thủy thì mới tốt, và đừng nên định hót người giàu sang. Không ham lợi thì ít bị tai họa, biết nhường nhịn nhẫn nhục thì sẽ được bình yên. Siêng năng tắm gội thì thân mình sạch sẽ, ham chơi sa đọa thì sẽ sinh nhiều bệnh tật. Nên phải cố gắng học hỏi phẩm hạnh của nhân bậc hiền nhân. Đừng cho sự học là khó rồi không học, khi cả đời sẽ luống. 35. Chúng ta thà sống ngay thẳng mà nghèo khó, còn hơn làm việc xấu ác mà được giàu sang. Đạo đức mà nhiều hơn tiền tài thì phần nhiều là người quân tử. Tiền tài mà hơn đạo đức thì phần nhiều là hạng tiểu nhân. Chúng ta phải nên dè dặt. 36. Cha mẹ trên thế gian này thường hay để tiền bạc lại cho con cháu sau này lập nghiệp. Nhưng nếu người con không có đạo đức thì tiền vàng đó không làm được gì cả, mà còn hệ lụy đến thân. Để sách lại cho con cháu chưa chắc con cháu đọc, để tiền bạc lại cho con cháu chưa chắc con cháu giữ được. Còn dạy đạo đức lại cho con cháu thì con cháu mới nhờ được dạy. 37. Làm phúc không bằng lánh tội, lánh họa không bằng sửa lỗi. Tự cho mình trí là không sáng, tự cho mình biết là không rõ. Muốn xét người, trước hãy xét mình. Mình nói xấu người là mình tự xấu. Lòng sạch thì tinh thần thông thả, miệng lưỡi dèm pha tự giết thân mình. 38. Trong đời sống, có thể bạn sẽ gặp nhiều đau khổ, bất hạnh hay tai nạn, vân vân. Khi đau khổ ập đến, nếu như đến cùng mà chúng ta không thể tránh được, tại sao ta không thay đổi cách nhìn? Hãy nhìn sự việc với một tâm thái khác, tâm thái hoàn toàn tích cực. Có khi chúng ta sẽ phát hiện ra trong bất hạnh có vận may, trong tuyệt vọng sẽ có hy vọng. Bạn hãy thử xem nào. 39. Tình thương và giàu có không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống được. Cũng vậy, muốn sống những ngày có hạnh phúc và vui vẻ thì phải dựa vào chính tấm lòng hướng thiện và đôi tay của chính mình. Nếu không như vậy, rồi lại cứ ngồi đó mua vé số cầu may mắn hoặc gian xin thần thánh, chẳng khác nào ôm cây đợi thỏ. Đó là người ngu vậy. Muốn thực hiện được ước mơ, bạn phải hành động với tâm chân thành thì mới mong biến giấc mơ trở thành hiện thực được. 40. Đức Phật và Đức Chúa được xem là hai người bạn thân thiết với nhau.
nhưng mỗi vị có phương tiện giáo hóa chúng sinh khác nhau. Chúng ta sống trên thế gian này đều cùng thở chung một bầu khí quyển, cùng uống chung một dòng nước của đại dương. Tại sao phải phân chia giai cấp ta, người, thân, sơ mà không chịu nắm tay nhau để cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, ấm no, hạnh phúc chứ? 41. Các bạn nghĩ xem, trước khi loài người xuất hiện trên thế gian này thì vũ trụ bao la này có ranh giới gì đâu. Nhưng về sau, lòng tham của con người ghê tởm đến nỗi có thể khiến cho thế giới chia cắt nước non như ngày hôm nay. Binh biến, tàn sát lẫn nhau, tranh giành quyền lợi. Nhưng thật đau xót khi biết rằng chúng ta chỉ sống được vài mươi năm. So sánh với người ở cõi trời thì thời gian ta sống chỉ bằng một bữa ăn của họ mà thôi. 42. Trong xã hội này, giữa con người với tượng dạy. 44. Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh bi thương nào, bạn phải nên phấn đấu vươn lên, không đầu hàng trước số phận. Với ý chí và nghị lực đó mới có thể giúp cho người đầy tớ Cybersty trở thành một họa sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Pele nhà nghèo không đủ tiền mua nổi một trái bóng để đá, sau này trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Stallone hơn sau 1.300 lần xin việc cuối cùng cũng thành công. Socrates, Newton, Einstein, vân vân, từ đau khổ cùng cực, các vị đã dũng mãnh không lùi bước mà quyết chí tiến lên và đã trở thành những nhà thiên tài cho nhân loại. 45. Trên con đường thành công không tồn tại hai chữ bỏ cuộc. Trong cuộc sống này không có gì là không thể. Niềm tin trong trái tim mỗi con người sẽ tạo nên kỳ tích. Do đó, Chúa và Phật đã dạy, tìm sẽ gặp và đi sẽ đến. 46. Gần gũi với người hiền hay bạn lành giống như gần trầm hương. Lâu ngày, trầm hương sẽ thấm mùi hương lên thân thể bạn. Gần gũi người dữ hay bạn không tốt giống như gần cá ươn, lâu ngày sẽ làm cho bạn hôi thối. Muốn biết bạn đó tốt hay xấu thì hãy gần gũi lâu ngày sẽ biết. Nếu người bạn mình đối với nhân, lễ, nghĩa, trí, tính tròn đủ và không bị tiền tài, sắc, dục, danh lợi, ăn uống sa đọa, lười biếng chi phối, vân vân, thì đó là bạn tốt. Bạn nên gần gũi để học hỏi. Nên biết, nếu gặp bạn tốt thì nên kết thân. Nếu không gặp được bạn tốt, thà không có bạn còn hơn. 47. Trên nhân thế, lòng người thật khó mà biết hết được. Quân tử kết bạn với nhau thì sướng vui cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia, thầm giao với nhau cốt ở lòng chân tình, không gì giàu sang mà phụ bạn nghèo khó.
Muốn biết được lòng người, hãy đem ngũ dục và bát phong, lợi, suy, hủy, dự, sư, cơ, khổ, lạc để thử họ. Thế gian nhiều người tri âm khó gặp. 48. Người xưa nói, đắc văn thiện ngôn như hoạch kim châu bảo ngọc, nghĩa là nghe được lời nói hay của bậc hiền như được vàng ngọc châu báu. Có khi được một lời hay sẽ làm thay đổi cả cuộc đời mình. Cho nên chưa được học thì phải học, chưa được tốt thì phải tốt, chưa được hiền thì phải hiền. Không nên tự ti, vì đó là tự phụ chính mình vậy. 49. Không có thế giới nào hoàn toàn là đau khổ hay hoàn toàn là hạnh phúc cả. Đau khổ là do hạnh phúc mà lập, hạnh phúc từ đau khổ mà có. Cuộc đời luôn tương đối, bạn đừng nên cứ mãi đứng núi này trong núi nọ để tìm kiếm một nơi hoàn toàn không đau khổ. Đó là tự tìm đến đau khổ mà thôi. Hạnh phúc luôn ở xung quanh ta. Nếu ta mở rộng tấm lòng bác ái vị tha, bao dung, độ lượng và thông cảm với mọi người, khi ấy bạn không cần cầu hạnh phúc mà hạnh phúc dẫn đến. Lúc đó là bạn đang ở thiên đường. Còn nếu hẹp hòi ích kỷ, đố kỵ, ghen tuông, sân si chấp ngã, thì chính khi ấy bạn đang ở trong địa ngục vậy. 50. Trong cuộc sống ngày nay, tình trạng cạnh tranh kinh tế ngày càng mãnh liệt. Mỗi người chúng ta đều phải đối đầu với mọi áp lực và công việc nặng nề. Nếu không kịp thời giảm bớt áp lực này, thì sẽ xảy ra hiện tượng tâm lý mất thăng bằng. Nó sẽ là sợi dây vô hình chiếc cổ chúng ta. Để thoát khỏi tâm trạng lo lắng âu sầu này, bạn phải biết học cách buông xả một số công việc không cần thiết, mới có thể giữ được sự vui tươi trong tâm hồn, và mọi người được gần gũi mình cũng cảm thấy an lành, ấm áp hơn. 51. Bản thân cuộc sống có rất nhiều điều phiền não, nhưng nhờ từ trong đau khổ phiền não đó, ta mới hiểu được chân lý của cuộc đời. Trong khốn khổ, bạn mới thu thập được kinh nghiệm sống, trưởng thành hơn. Từ trong oán sầu, bạn sẽ đạt được nguồn suối vui tươi. Phải cố gắng vượt qua đau khổ, vượt qua chính mình. Tất cả đều nằm trong tầm giới của chúng ta. Không ai có thể thay đổi mình hơn là chính mình. Và cuộc đời phải do chính mình nếm trải. Một trái tim vui vẻ chỉ treo ở trước cổ thôi vẫn chưa đủ, mà phải đem nó cất giấu trong sâu thẳm tâm hồn mình mới được các bạn à. 52. Người hay tự mãn thì không học được những điều cao xa. Tự kiêu thì chính mình chẳng lớn. Không phải người hiền đức, nếu không đủ sức cảm hóa họ thì chớ gần. Đồ vật không phải nghĩa thì chớ lấy. Những điều không đáng chớ nên giận. Sự việc không cần thiết thì đừng nói. Cẩn thận thì không lo, nhường nhịn thì không có tai họa. Bình tĩnh sáng suốt thì tâm thường yên. Cần kiệm thì thường đủ. Siêng năng học hỏi thì trí tuệ mới khai mở. Ham ngủ nhiều thì dễ ngu muội. Người sống phải biết dè chừng, việc làm không nên thái hóa. Được vậy, cuộc đời ta sẽ tươi sáng và có ý nghĩa hơn. 53. Sở dĩ tấm gương sáng là vì nó không dính bụi bặm. Người tinh thần thanh tịnh là vì không bị những ham muốn tầm thường quyến rũ. Người nếu không giữ nề nếp nhỏ thì cuối cùng sẽ bị tổn hại đến đức lớn. Gặp việc thiện nhỏ chớ có bỏ qua, thấy điều ác nhỏ thì chớ có làm. Giọt nước tuy nhỏ nhưng nhỏ hoài cũng
nhỏ hoài của tương, nhỏ hoài của tương, nhỏ hoài của tương, nhỏ hoài của tương, nhỏ hoài của